Ghi chú: 1. Tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tên tục là Quách Ngọc Hà, kể: Năm 1931, lúc xảy ra biến cố 918, tôi mới có 7-8 tuổi. Cha tôi cho tôi một tờ họa hình của thánh nhân, tôi cũng không biết là ai. Nhưng mỗi ngày tôi đều thắp hương lễ bái, vì khói đen của đèn dầu đậu nành khiến cho bức hình cũng đen theo. Một ngày nọ, hòa thượng tới nhà tôi, nói đó là hình của Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo tôi đem hình đó xuống, ngài đốt rồi đem cho đi. Lần sau khi ngài tới, ngài cho tôi một tượng đồng nhỏ Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc đó vì không hiểu Phật Pháp nên tôi đem cá ngon, thịt ngon cúng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau hòa thượng dạy tôi phải cúng đồ chay. Tôi có đứa cháu gái là con của ông anh họ, tên là Tiểu Ngân, lúc đó được 7 tuổi. Ngày kia có một con ngựa nổi trứng nhảy qua đầu cháu, dù không dẫm trúng cháu một chỗ nào nhưng cháu lại sanh bệnh. Hễ cháu vừa nằm ngủ là muốn thức dậy, leo lên cây, trèo lên cột. Người trong nhà phải đè giữ cháu lại, gây náo động cả đêm. Mỗi đêm họ đều giằng co với cháu như vậy, khiến cả nhà không ai ngủ được. Anh họ tôi bèn mời hòa thượng đến nhà. Hòa thượng lưu lại nơi đó 2 đêm, và cô cháu Tiểu Ngân cũng lành bệnh luôn. Khi cô được 17-18 tuổi, cô lại trở bệnh. Bởi vì cô đã lớn rồi nên lúc bị nhập, cô trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lúc bấy giờ hòa thượng đã đi rồi. Có một đêm, anh họ tôi mộng thấy hòa thượng bảo: "Hãy cho cô ta uống nước muối." Ông anh liền lấy muối bỏ vào miệng cô ta, rồi rót thêm một chút nước. Thế là cô ta được lành bệnh. Trong làng của chúng tôi có một bé gái tên Lý Phụng Lan. Sáng nào thức dậy, em cũng đều rên la nhức đầu, nhức đến nỗi em phải lăn nhào dưới đất và nói với cha mẹ em rằng: "Cha lạy đi, mẹ lạy đi." Cha mẹ em bèn cúi đầu lại thì em không còn nhức đầu nữa. Người ngoài vào nhà em cũng la lên: "Ông lạy đi, bà lạy đi." Nếu họ không lạy là em lăn lộn ở dưới đất. Mọi người chỉ có nước là phải lạy em thôi. Có lúc người ta nói với em: "Cháu mập rồi đó." Em đáp: "Mập rồi sao?" Em bèn cắn cánh tay mình nói: "Ốm, ốm, ốm." Em liền gầy ốm đi. Nếu có người nói với em: "Cháu ốm rồi đấy." Em đáp: "Ốm rồi sao?" Rồi cũng cắn cái tay mình nói: "Mập, mập, mập." Thế là em mập ra. Tôi kể như vậy chắc các vị nói làm như chuyện giỡn chơi không bằng, nhưng sự thật là vậy. Bởi vì chuyện xảy ra giữa ban ngày nên người ta mới không cảm thấy sợ sệt. Cha của em bèn thỉnh sư phụ tới xem bệnh. Sư phụ ở đó 2 ngày thì bệnh của con gái ông cũng lành hẳn. Tôi có người chị họ, chị không biết chữ. Trước khi lập gia đình, chị ăn chay tu hành. Mỗi năm nhà chị mời người lên đồng lên bóng 2 lần để hỏi mọi chuyện. Chị thường đi khắp nơi khuyên người bố thí làm lành. Chị cho tôi rất nhiều thiện thư, sách hay. Trong số đó có một cuốn gọi là Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Tôi không biết chữ, nhưng vì phân nửa sách là hình vẽ, phân nửa là chữ, nên tôi luôn mang nó trong người. Mỗi lần hòa thượng tới nhà, tôi có báu vật gì đều đem khoe với hòa thượng. Lần đó tôi lấy cuốn sách Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn ra cho ngài xem. Hòa thượng nói ngài cũng có một cuốn y như vậy. Lần sau đến, ngài đem cuốn sách đó tới, tôi đối chiếu thì thấy 2 cuốn giống y như nhau. Hòa thượng còn dạy cho tôi và cô Dương Mộ Thuần một bài Thủ Nhãn Ngũ Sắc Tuyến Thủ Nhãn, Quyến Tác Thủ. Hòa thượng còn dạy cho chúng tôi cách thắt dây 5 màu ngũ sắc tuyến nữa. Dương Mộ Thuần không có sách, cô lấy giấy in trên sách của tôi rồi đồ lại và làm thành một cuốn sách giống như vậy. Về sau tôi nói với hòa thượng là tôi muốn xuất gia, hòa thượng chấp nhận.
Mẹ tôi cũng không nói gì. Tôi nói với Dương Mộ Thuần chuyện này. Cô ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mẹ cô ta sau cùng cũng đồng ý cho cô xuất gia. Sau đó chúng tôi tới chùa Tam Duyên xin hòa thượng xuất gia. Sau khi ưng thuận xong, hòa thượng bèn đem giải ra nhờ người ta may áo tràng cho chúng tôi. Bởi vì không có đo kích thước nên áo tràng may quá rộng không thể mặc. Nhưng không mặc cũng không được, hòa thượng không có cho chúng tôi y cà sa. Lúc đó hòa thượng cũng không có cà sa. Hòa thượng xuống tóc cho chúng tôi, đặt tên tôi là Quả Trí Hằng Huệ, Dương Mộ Thuần là Quả Hỷ Hằng Duyệt. Bởi vì Tam Duyên Tự là chùa tăng nên ni chúng không ở được. Hòa thượng lại đích thân gửi chúng tôi đến chùa Địa Tạng ở thành phố Ha Bin. Chúng tôi ở đó được nửa năm cũng không gặp hòa thượng. Một ngày nọ, tôi cùng cô Dương Mộ Thuần chạy về chùa Tam Duyên tìm hòa thượng. Lúc đó hòa thượng không có ở chùa, chỉ có 3 người già đang nấu cơm ở đó. Chúng tôi hỏi gì họ cũng nói không biết. Chúng tôi ở chùa Địa Tạng chưa tới vài tháng, bắt đầu có nạn giặc cướp nổi loạn. Vị trụ trì nói chúng ta phải giải tán, ai đi đường nấy. Sau đó tôi lại đến chùa Pháp Hoa, nhưng không đầy một năm là Bát Lộ Quân đến và đuổi toàn bộ chúng tôi đi. Lúc đó tôi ở Ha Bin, vì Bát Lộ Quân đến nên khi ra vào đều cần phải có giấy phép thông hành. Lúc đó cô Dương Mộ Thuần dời đến một nơi hẻo lánh. Ở đó tuy có trạm gác của Bát Lộ Quân nhưng không cần phải trình giấy thông hành, cho nên hòa thượng mới đến nhà cô ta được. Nhưng hòa thượng không vào nhà mà bảo đệ tử vào nói là ngài phải ra đi. Lúc đó hòa thượng đứng đợi ở ngoài sân cách xa nhà cô ta một khoảng. Vì có Bát Lộ Quân đứng gác nên hòa thượng không tiện vô nhà. Cô Dương Mộ Thuần không ra ngoài, cũng không nói chuyện với hòa thượng. Năm 1993, tôi nhận được thơ của hòa thượng. Ngài muốn tôi đến nước Mỹ, còn bảo tôi đi tìm Dương Mộ Thuần. Tôi tìm cô mới thuật lại tự sự cho tôi nghe. Lúc bấy giờ, vừa nghe cô kể như vậy, tôi bèn trách móc cô rằng chị biết là sư phụ phải đi, tại sao chị không ra gặp sư phụ? Cũng không cho sư phụ chút tiền. Chị thì không có tiền rồi, nhưng cũng nên hỏi anh của chị hay cha của chị cho một chút ít. Nhà cô ta giàu có so với nhà tôi nhiều. Tôi mắng nhiếc một hồi đến nỗi cô phải khóc, chắc là vì hối hận. Hòa thượng lại gửi tiền lộ hành tới, bảo tôi kiếm cô ta để cùng nhau đi qua Mỹ. Nhưng vì cô không xin được giấy tờ nhập cảnh nên không đi được. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ghi chú 2. Cô Phan Tú Dân đã kể lại trong quyển viết về hòa thượng như sau. Lúc sư phụ 8-9 tuổi, nhân vì mẹ bệnh mà ngài đi tới đồn Lưu Chánh Uy cách xa nhà hơn 20 dặm tìm cầu thầy thuốc, hay tức ông nội tôi. Ông nội tôi là thầy thuốc có tiếng trong vòng 100 dặm ở huyện Song Thành. Ông nội thường bố thí cho người nghèo. Ông rất trọng nghĩa và coi nhẹ tiền tài, nên dân làng xưng gọi ông nội tôi là Phan Thiện Nhân. Sư phụ đến nhà tôi cùng cha tôi là Phan Nghĩa Chấn, nhỏ hơn ngài 1 tuổi, kết thành bạn thân. Sư phụ có ảnh hưởng rất lớn đối với cha tôi. Sư phụ và cha tôi biết thổi sáo. Họ thích nhất là bài dân ca Trung Quốc Tô Vũ Mục Dương, và nói mọi người rằng không được dân quốc. Sư phụ còn biết kéo đàn cò và đánh cờ tướng thì nhất định là thắng. Ông nội tôi rất hy vọng các con cháu mình có học vấn, nên rước thầy trường tư thục về nhà dạy. Các anh em của cha tôi đều không muốn học. Cha tôi giữ sư phụ lại cùng nhau học tập. Sư phụ thiên chức thông tuệ, trí lực vượt hơn người. Ngài học thuộc thiên tự văn, bách gia tánh rất mau. Cha tôi và sư phụ thường chơi đối chữ, hay viết chữ bằng bút lông, và học tứ thư ngũ kinh, sử ký.
Đến 14, 15 tuổi, sách nào đọc qua rồi là sư phụ không quên. Lúc đó sách khó hiểu nhất là Khang Hy Đại Từ Điển, ngài cũng biết dùng. Nhà nào muốn đặt tên con, họ đều tìm tới sư phụ. Sư phụ có tướng cao và rất lễ phép. Ông nội tôi rất coi trọng sư phụ. Ông không hề giấu nghề với sư phụ về cách trị liệu châm cứu hay kê toa thuốc. Sư phụ đã dạy học cho cha mình và các cháu trai gái ít tuổi hơn ngài, và sau đó ngài mở trường miễn phí làm thầy giáo. Lúc bấy giờ, các người bà con của tôi phản đối việc mở trường học, nói: "Nhà có lương thực cho 3 năm, không phải làm thầy giáo." Ông nội tôi bất chấp sự phản đối của thân quyến mà ủng hộ sư phụ đến cùng. Mỗi lần đi trị bệnh từ huyện Song Thành, Ha Bin trở về là ông mua rất nhiều tài liệu giảng dạy như sách vở, giấy bút, chữ mẫu cho sư phụ. Lúc sư phụ thủ hiếu ở mộ phần, ngài đến chùa Tam Duyên ở Ha Bin chánh thức xuất gia, bái lão hòa thượng Thường Trí làm sư phụ, rồi trở về mộ phần tiếp tục đốt đèn thủ hiếu. Khi cha tôi đi thăm sư phụ, đường đi và về xa khoảng 10 dặm. Sư phụ nói: "Anh đi về đi, mỗi ngày đều có người đem cơm cho tôi." Nào ngờ sư phụ đã nương nước lã qua ngày mà tụng kinh Hoa Nghiêm trước mộ phần mẹ. Sư phụ tu thiền định, lễ Phật bái sám ngay mộ phần mẹ không dao động trước gió mưa và phát 18 đại nguyện. Sau khi xuất gia quy y Tam Bảo, thọ giới sa di, ngài không sợ sự ái mộ hay quỷ nhục. Nguyên tắc của ngài vốn là đa nhận bất thị thiểu tranh lý, an nhiên thanh tịnh trí tuệ sanh. Nghĩa là hiểu biết nhiều không phải bớt tranh cãi, an nhiên thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Mỗi lần ông nội tôi đến chùa Tam Duyên cúng dường thực phẩm, ông đều mời sư phụ về nhà. Sư phụ giảng cho ông nội tôi nghe bộ kinh thứ nhất là Kinh Kim Cang, kế đến là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Kinh Nhân Quả, vân vân, khiến ông nội tỉnh ngộ triệt để mà phát tâm xuất gia. Mùa thu năm 1943, nhà tôi cất tinh xá xong, sư phụ 25 tuổi làm lễ khai quang an vị Phật và xuống tóc cho ông nội. Lúc ông nội tôi xuất gia là đã 58 tuổi. Từ đó, nguyên cả gia đình tôi bắt đầu tín ngưỡng Phật Pháp. Năm 1945, lúc Đông Bắc được khôi phục, sư phụ có tới nhà tôi. Sư phụ hằng ngưỡng mộ lão hòa thượng Hư Vân làm tông môn Thái Đổ và dự định đi tham bái Hoằng Dương Phật Pháp. Ông nội tôi cũng tán thành việc này và cha tôi đã tiễn chân sư phụ lên đường. Sư phụ bắt đầu bước đi phổ độ chúng sanh, thực hành 18 đại nguyện Bồ Đề Đạo. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ghi chú 3. Gia đình ông anh thứ ba của hòa thượng kể lại như sau. Mùa xuân tháng 4 âm lịch năm 1986, sau 40 năm rời khỏi quê nhà, hòa thượng trở về cố hương ở Đông Bắc. Dân trong làng nghe nói Bạch Hiếu Tử trở về, có khoảng 300-400 người vây quanh ngôi nhà. Mọi người chen chúc nhau đến nghẹt thở, cho nên hòa thượng bảo chúng tôi mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Khi đó bà con bên ngoài thấy vậy mới đeo cửa sổ để ngóng vào trong, khiến cho không khí trong nhà càng ngột ngạt thêm. Hòa thượng bắt đầu kể lại những chuyện lúc trước cho chúng tôi nghe. Lúc đó hòa thượng đem theo hai túi sách, có một túi đựng xoài. Ngài nói ở Đông Bắc không có xoài nên ai nấy đều tranh nhau để lấy. Vì trong nhà nóng bức, hòa thượng liền cởi bớt áo, nên chúng tôi thấy trên ngực ngài có dấu đốt hình chữ vạn. Hòa thượng nói: "Các vị không có tiền nên không có áo mặc phải không? Tôi cho các vị cái áo này nè." Nói xong, ngài đưa áo của ngài cho chúng tôi. Chúng tôi nói: "Sư phụ, chúng con không muốn lấy áo của sư phụ đâu. Sư phụ mặc vào đi." Rồi trao lại áo cho ngài, và ngài mặc vào từng cái một. Hòa thượng nói: "Vậy tôi cho kinh Địa Tạng, các vị có muốn không?" Chúng tôi nói: "Dạ muốn." Lúc hòa thượng mặc áo vào, chúng tôi không thấy có gì khác lạ. Có ngờ đâu,
Hòa thượng lấy từ trong tay áo ngài ra kinh Địa Tạng loại nhỏ, rồi phân phát cho mọi người, và có đến khoảng 300 cuốn. Chúng tôi cũng không biết ngài làm sao mà móc ra được nhiều kinh Địa Tạng đến thế. Hòa thượng ở lại nhà khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, ngài đến chùa Cực Lạc ở Ha Bin. Thì ra túi sách kia đựng tiền ngoại tệ hơn 300 ngàn. Lúc đó, tiền ngoại tệ rất có giá. Hòa thượng cúng dường số tiền này cho chư tăng. Mỗi vị được 2.000 đồng mà không có cho chúng tôi. Ngày hôm sau, trước hết là sư phụ đi thăm khu vực của chùa Tam Duyên lúc xưa. Sư phụ hy vọng sẽ phục hồi lại chùa Tam Duyên này. Sau đó, ngài đi thăm mộ mẹ ngài. Nơi ấy nay đã biến thành đất ruộng. Bữa đó, ngày đúng ngày tiết thanh minh, sư phụ nói với chúng tôi: "Các người chớ đừng nói chuyện thị phi, mà phải niệm Phật cho nhiều thêm. Ai muốn đi Mỹ thì phải học thuộc lòng kinh Địa Tạng, một khi đến lúc là được đi liền." Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.